Trong bản tin mới nhất về dịch COVID-19 ngày 22 tháng 2, xin kính mời quý vị và các bạn đến với tin tức nóng nhất sau đây. Bộ Y tế chỉ đạo làm rõ vụ giả bác sĩ và một khu điều trị ở thành phố Hồ Chí Minh chữa cho F0. Báo động, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục gia tăng số ca mắc COVID-19 trong trường học. Nguy hiểm, Yên Bái kỷ lục 3 ngày phát hiện 3.705 ca mắc COVID-19 mới. Hà Nam phát hiện 2.222 F0 ở khu vực phong tỏa và tại nhà. Vừa thổi giá kit test nhanh, chủ tiệm thuốc ở Hà Nội đã bị mất trí nhớ khi bị kiểm tra. Cuba ứng phó tốt hơn với đại dịch nhờ chiến lược tiêm chủng cho trẻ em. Sau đây, mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết. Bộ Y tế chỉ đạo làm rõ vụ giả bác sĩ và một khu điều trị ở thành phố Hồ Chí Minh chữa cho F0. Ngày 22 tháng 2, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Tránh Văn phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thanh tra Sở Y tế đang phối hợp với công an thành phố xác minh điều tra vụ việc một trường hợp giả danh bác sĩ trong khu cách ly bệnh nhân COVID-19. Thông tin ban đầu được biết, đối tượng đang bị điều tra là Nguyễn Quốc Khiêm, sinh năm 1996, người bị tình nghi mạo danh là bác sĩ nội trú của trường Đại Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Khi thành phố rơi vào đỉnh dịch, tại khu cách ly trường cao đẳng điện lực, nhân sự quốc khiêm đã tự lột xác từ sinh viên y khoa lên làm thạc sĩ, bác sĩ, nắm giữ nhiều nhiệm vụ chính tại cơ sở trong việc điều hành nhân sự, điều trị bệnh nhân F0. Quốc khiêm đã thực hiện các vấn đề chuyên môn như thăm khám, điều trị, cấp phát thuốc điều trị cho F0. Vào tháng 7 năm 2021, khi dịch COVID-19 bùng phát, Quốc Khiêm đã giả danh là sinh viên của Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh và có tên trong danh sách tình nguyện viên phục vụ tại khu cách ly người bệnh COVID-19 thuộc Trường Cao đẳng Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, đóng trên địa bàn quận 12. Ngoài ra, trong thời gian làm việc, Quốc Khiêm còn ký nhiều văn bản, giấy tờ quan trọng như báo cáo ca bệnh tử vong, giấy chuyển tuyến điều trị KF0 dưới chức danh bác sĩ điều trị, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quốc Khiêm. Bên cạnh đó, còn ký phiếu kê khai danh mục thuốc để người nhà bệnh nhân thanh toán trong khu điều trị F0, trường cao đẳng điện lực. Sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, khu cách ly điều trị F0 giải thể, Quốc Khiêm đã khoe giấy khen được tặng vì đã có thành tích đột xuất phát hiện, hỗ trợ cấp cứu và điều trị cứu sống bệnh nhân đang trong tình trạng tử vong tại bệnh viện trợ rẫy. Tuy nhiên, phía bệnh viện xác nhận không có nhân sự nào là bác sĩ Nguyễn Quốc Khiêm công tác tại khoa tim mạch như thông tin trong giấy khen. Tiếp theo là tin báo động, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục gia tăng số ca mắc COVID-19 trong trường học. Thưa quý vị, tại buổi họp báo về tình hình dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế chiều tối 21 tháng 2, tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Trịnh Duy Trọng, trường phòng chính trị tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết, đúng như kịch bản đã được dự đoán, tuần thứ hai sau khi tổ chức đi học trở lại, tình hình dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp cả ngoài cộng đồng và trong trường học. Các trường đang nỗ lực đảm bảo an toàn tối đa cho học sinh. Theo số liệu thống kê trong 2 ngày học cuối tuần qua, số ca nhiễm COVID-19 trong các trường tiếp tục gia tăng. Cụ thể ngày 19 tháng 2 có 95 trường hợp F0, ngày 18 tháng 2 ghi nhận thêm 112 trường hợp. Sau 2 tuần cho trẻ từ mầm non đến lớp 6 đi học trực tiếp trở lại, đã có 13 trẻ ở khối mầm non và 75 học sinh tiểu học mắc COVID-19. Từ tình hình thực tế dịch bệnh đang có xu hướng tăng tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Trịnh Duy Trọng cho biết theo dự báo của Sở Y tế Giáo dục, số F0 các trường, tình hình dịch sẽ diễn biến phức tạp trong các tuần tới. Để thực hiện tốt nhất các giải pháp bảo vệ học sinh cùng giáo viên, mỗi ngày Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện việc giao ban cùng Sở Y tế nhằm đưa ra những biện pháp tối ưu nhất trong hoạt động phòng chống dịch bệnh. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều phụ huynh lo lắng về việc trẻ thuộc diện F1 sẽ phải thực hiện việc cách ly ra sao. Trả lời vấn đề trên, ông Trịnh Duy Trọng cho biết Ngày 21 tháng 2, Bộ Y tế đã có công văn mới về hướng dẫn cách ly F1. Theo đó, trong lớp, nếu có một F0 thì chỉ một số học sinh là F1 và được cách ly từ 5 đến 7 ngày, tùy tình trạng tiêm vaccine. Liên quan đến việc cách ly y tế với F0 và tiếp xúc gần, bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế, thời gian cách ly F1 sẽ giảm để không gây gián đoạn học tập và lao động sản xuất. Trường hợp tiêm đủ liều hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 chỉ cách ly 5 ngày, hết 5 ngày sẽ được xét nghiệm lại. Bệnh nhân vẫn theo dõi sức khỏe nếu có triệu chứng nghi ngờ thì xem là một ca nghi nhiễm. Những trường hợp tiêm chưa đủ hoặc chưa tiêm sẽ cách ly 7 ngày nếu xét nghiệm âm tính được đi học, đi làm trở lại. Tiếp theo là tin nguy hiểm. Yên bái kỷ lục 3 ngày phát hiện 3.705 ca mắc COVID-19 mới. Theo báo cáo của Sở Y tế, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái, trong 3 ngày từ 19 đến nay, trên địa bàn ghi nhận 3.705 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Riêng ngày 21 tháng 2, số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục với 1.280 bệnh nhân, trong đó có 149 trường hợp phát hiện qua lấy mẫu giám sát ho sốt cộng đồng. Lũy kế từ khi có dịch đến tối 20 tháng 2, địa phương ghi nhận 9.674 ca mắc COVID-19, hiện 3.067 người đã khỏi bệnh xuất viện. Về công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, đối với trẻ em từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi, tiêm ít nhất một mũi đạt trên 99%, tiêm 2 mũi đạt 95,9%. Tỷ lệ người lớn tiêm ít nhất một mũi đạt trên 99%, tiêm từ hai mũi trở lên đạt trên 99%, tiêm 3 mũi đạt 87%. Theo thông báo của Sở Y tế Yên Bái, cấp độ dịch COVID-19 của tỉnh ở cấp độ 2, thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và 25 xã phường thị trấn ở cấp độ 4. 14 xã phường thị trấn cấp độ 3, 6 huyện và 60 xã phường thị trấn cấp độ 2, 1 huyện và 74 xã phường thị trấn cấp độ 1. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái vừa ban hành hướng dẫn thực hiện việc cưới, việc tang trong tình hình dịch Covid-19 tương ứng với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh. Cụ thể đối với khu vực thuộc vùng cam, vùng đỏ tương ứng cấp độ 3, cấp 4 không tổ chức tiệc hỏi, tiệc cưới, chỉ tổ chức phần lễ trong nội bộ gia đình, không mời khách ngoại thành, khách nội tỉnh đến từ vùng có dịch không tập trung đông người tại một thời điểm, đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Đối với việc tang, tuyên truyền vận động người dân rút ngắn thời gian tổ chức lễ tang, số lượng người tham dự lễ tang, không tập trung quá 30 người thời điểm. Tuyên truyền vận động người dân lược giản, giảm bớt tối đa các nghi lễ trong đám tang để đảm bảo thời gian tổ chức tang lễ nhanh gọn. Tiếp theo là thông tin Hà Nam phát hiện 2.222 F0 ở khu phong tỏa và tại nhà. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Hà Nam, liên tiếp những ngày qua số ca mắc trên địa bàn tăng mạnh. Ngày 21 tháng 12 hôm qua, số ca mắc mới trong ngày cao nhất từ trước đến nay với 329 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Lụy kế từ khi xuất hiện ca bệnh, 687.470 ở thôn Lê Lợi, xã Phủ Vân, thành phố Phủ Lý, chiều 19 tháng 9 năm 2021 đến sáng 22 tháng 2 năm 2022, Hà Nam ghi nhận 9.984 ca mắc COVID-19 đã được Bộ Y tế cấp mã. Phân bố ca bệnh ghi nhận theo hình thức cách ly tại cộng đồng 55, tại khu cách ly 910, tại khu phong tỏa tại nhà 2222, sàng lọc y tế 6797. Liên quan ca bệnh COVID-19, toàn tỉnh Hà Nam hiện đang thực hiện cách ly y tế 14.621 người. Về kết quả tiêm vaccine phòng COVID-19, tổng số mũi tiêm cho người trên 18 tuổi hơn 1,6 triệu mũi,

Hà Nam vừa ghi nhận thêm một bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong tại bệnh viện giã chiến. Cả 13 bệnh nhân tử vong đến thời điểm này đều là người cao tuổi, từ 68 đến 92 tuổi, có nhiều bệnh nền và đa số chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 do sức khỏe không đảm bảo. Tin tiếp theo, vừa thổi giá kit test nhanh, chủ tiệm thuốc ở Hà Nội đã bị mất trí nhớ khi bị kiểm tra. Tại một cửa hàng thuốc trên phố Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội, khi chúng tôi hỏi bao nhiêu tiền một bộ kit, chủ hiệu thuốc nói, mua lẻ hay mua hộp, mua lẻ 90.000 đồng, mua hộp 80.000 đồng, bộ kit này của Hàn Quốc. Một thùng có 900 kit, mỗi hộp 25 kit, mỗi hộp có giá 2 triệu, mỗi thùng kit 72 triệu đồng. Ngay sau đó khoảng 5 phút khi lực lượng quản lý thị trường có mặt tại cửa hàng thuốc, giá bán của bộ kit xét nghiệm test nhanh COVID-19 lập tức trở lại đúng giá niêm yết 55.000 đồng một bộ kit. Chủ cửa hàng khi kiểm tra vội vã thanh minh không nhớ gì về việc ngay trước đó giao bán tới 90.000 đồng mỗi bộ kit test xét nghiệm nhanh COVID-19. Như vậy, mỗi thùng kit test xét nghiệm COVID-19 thay vì bán lẻ 49,5 triệu, chủ cửa hàng hết giá 72 triệu. Không chỉ loạn giá, hiện nay nhiều cửa hàng thuốc không còn kit xét nghiệm nhanh để bán cho người dân do số lượng người mua lớn. Dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến việc vận chuyển từ nhà máy đến các hiệu thuốc cũng gặp nhiều khó khăn. Để tránh tình trạng đầu cơ, nhiều cửa hàng thuốc áp dụng chính sách chỉ bán cho mỗi người hộp tối đa một hộp kit xét nghiệm nhanh COVID-19. Trong đợt dịch này, cửa hàng của chúng tôi nhập được một số lượng hàng nhất định, Nhu cầu khách hàng gia tăng rất nhiều, đặc biệt sau dịp Tết. Nhu cầu tăng nên cửa hàng lúc nào cũng hoạt động quá tải. Lượng kit bán ra cho mỗi người từ 1 đến 2 hộp thôi, không mua được nhiều. Với lượng hàng hiện tại không đủ để đáp ứng nhu cầu cho thị trường, trong ngày cứ gần đến tối là bán hết hàng. Bà Phạm Thị Thu Quỳnh, chủ hiệu thuốc Bình Minh Hà Nội cho biết thêm. Đối với người dân Hà Nội hiện nay, việc tìm mua bộ kit xét nghiệm nhanh để thực hiện tại nhà rất cần thiết, tránh giúp lây lan dịch bệnh ra cộng đồng nếu có người nghi mắc COVID-19. Dù bị loạn giá hay trái hàng, người dân vẫn đang tìm cách mua các bộ kit xét nghiệm này để dự phòng cho gia đình. Với sự đồng thuận của người tiêu dùng cũng như người kinh doanh, khi nhận được phản ánh, chúng tôi kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, cần sự phối hợp của các cấp các ngành để thông tin đến chúng tôi kịp thời hơn. Ông Phạm Ngọc Anh, đội trưởng đội quản lý thị trường số 4 Hà Nội cho biết: Theo lực lượng chức năng, việc nhiều cửa hàng thuốc, thiết bị vật tư y tế tự ý bán giá kit xét nghiệm nhanh COVID-19 theo nhiều hình thức khác nhau là vi phạm về kinh doanh thương mại. Các cửa hàng thuốc đều phải ký cam kết bán đúng giá các vật tư thiết bị y tế chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, việc thực hiện những cam kết này vẫn còn bị nhiều cửa hàng thuốc tại Hà Nội xem nhẹ vì lợi nhuận. Tin tiếp theo, Cuba ứng phó tốt hơn với đại dịch nhờ chiến lược tiêm chủng cho trẻ em. Theo phóng viên tại La Habana, ngày 21 tháng 2, Chủ tịch Cuba Miguel díaz canel đánh giá cao chiến lược tiêm chủng đại trà cho trẻ em tại đảo quốc này, đồng thời chia sẻ thông tin từ Viện Vaccine Finlay, trong đó nhấn mạnh Cuba là nước duy nhất trên thế giới có khả năng đối mặt với biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 với toàn bộ trẻ em được chủng ngừa đầy đủ. Viết trên tài khoản mạng hội Twitter, Chủ tịch Cuba tôn vinh những cán bộ y tế và khoa học của đất nước, những người cùng nhau viết nên lịch sử các nhà khoa học Cuba mới đây tái khẳng định hiệu quả của việc tiêm chủng ngừa COVID-19 cho trẻ em và thanh thiếu niên. Cơ quan quản lý Cuba bật đèn xanh cho việc sử dụng vaccine Soberana 02 và Soberana Plus cho trẻ từ 2 đến 18 tuổi từ tháng 9 năm 2021. Quy định này đưa quốc gia Caribe trở thành nước đầu tiên trên thế giới bảo vệ nhóm dân số vị thành niên trước dịch COVID-19, tiếp theo là Nicaragua và Venezuela. Cũng liên quan đến các vaccine ngừa COVID-19 do Cuba tự nghiên cứu và sản xuất, kết quả thử nghiệm lâm sàng do Viện Menix thực hiện với vaccine Abdala gần đây đã xác nhận rằng chế phẩm này tạo hiệu quả kháng thể IgG chống RBD cao và có hoạt tính trung hòa chống lại virus SARS-CoV-2, nguyên nhân gây ra COVID-19. Các thử nghiệm chứng minh, kháng thể ở trẻ em từ 3 đến 11 tuổi tăng 99,15%, trong khi ở nhóm 12 đến 18 tuổi tỷ lệ đạt 92,28%. Theo Bộ Y tế Cuba, gần 10 triệu người dân nước này được tiêm chủng đầy đủ ngừa COVID-19, trong khi khoảng 6 triệu người tiêm liều thứ tư. Số liệu của Văn phòng Thống kê và Thông tin Quốc gia Cuba cho thấy, dân số của đảo quốc này tính đến cuối năm 2020 vào khoảng 11,18 triệu người.